Cho bạn nào chưa biết, bấm ngay vào link bio như phần mô tả ở phần gym comment để tham khảo ngay cái dịch vụ game Block Food và game Toilet or Defense trên kênh của mình nha. Trong video ngày hôm nay, tôi và Stank sẽ solo PvP với nhau, nhưng tất cả những trá quỷ sẽ được nâng cấp ngẫu nhiên và tung xúc sắc để quyết định nhân phẩm của ai may mắn, còn nhân phẩm của ai như cái đặc cầu. Mà cho đến dứt hỏi Snack có muốn chơi game này không, chứ đứa dứt thấy vô mấy cái dòng quay đồ là 99.99% để dứt quân mẹ rồi á. Chơi anh ơi, không sợ. À mà thế đấy cơ, mà gan dạ đấy. Với khả năng lạc quan của Snack đó, tôi thấy còn hơn cả mẹ mấy đống con rồi các bạn ạ. Người chiến thắng đầu tiên sẽ là người nâng cấp được cái Kitsune sớm nhất. Và trước khi bắt đầu video, mong rằng sẽ giúp kênh Bi Huỳnh Gaming thứ hai này của mình đạt 200.000 người đăng ký nhanh nhất có thể bằng cách đập nát nút like video và đăng ký kênh các bạn nhé. Còn bây giờ thì let's go. Rồi bây giờ tôi và Snack sẽ dùng hai cái combo mạnh nhất của bọn tôi để đấu một trận xem ai là người sẽ tung xúc sắc đầu tiên. Snack sẵn sàng chưa em? Ready anh ơi. Hãy dùng tất cả gì mày có, tất cả gì mày thể hiện trong trận đấu này để cho tao xem rằng mày bản lĩnh tới đâu. And go. Đây rồi. Đây rồi. Dính tới khúc này là Snack đi rồi các bạn ơi. Trong chống che là Nobita. Z. Pam 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 pam. Và Bi Đại Thần là người đầu tiên giành được cái vé tung xúc sắc trước các bạn nhé. Lợi thế của người chiến thắng. Cày tèo. Ok, đây là cái bản nâng cấp trá quỷ các bạn. Và ngay bây giờ tôi sẽ tung xúc sắc để xem cái lượt của tôi thì tôi sẽ đi được đến bao nhiêu. Hy vọng là số 6. Bam. Man. Ai gu, quay đầu tiên tôi xài cháy chốt các bạn ơi. Alright, bây giờ là vòng quay của Snack. Hy vọng nó ra một để nó sẽ chơi quay cho nó hợp cả với tôi. Năm năm đây. Snack là con số 3 các bạn ạ. 1, 2, 3. Và nó là trái bom. Ok, cũng đúng lớn đấy em ạ. Anh như mày, mẹ là thằng 49 và thằng 53 khác đéo ở đâu mà ngon cái con que à. Alright, chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên. Một bên sử dụng phân tách, bố của mấy thằng sử dụng kiếm. Trong khi đó một bên sử dụng bom. Khá đần. Đây rồi. Anh muốn thế à? No. Vãi nổi, tôi quên mất chế bom nó có cái chiêu kiểu như cảm tử các bạn ạ. Ai da. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ai da. Còn có 2000 máu các bạn ơi. A! Mà cay quá. Rồi, vì Snack chiến thắng cho nên Snack có quyền gọi là tung xuất sắc trước các bạn nhá. 1-0. Nhưng mà thật ra số điểm người thắng đâu quan trọng đâu em, bởi vì người chiến thắng đó là người đầu tiên có thể tiến hóa lên được trái Kitsune. Mày hiểu chưa? Cho nên lùi một bước để nó tiến hai bước mà thôi. Thế thì chắc là video này em sẽ thua nhiều đấy. Alright, đây là vòng quay Snack. Hy vọng sẽ là số 1 để cho nó xài trái mẹ Mythical khói các bạn nhé. Bam. Ba luôn nè. Như vậy Snack sẽ được tới trái khói, trái gai, trái lửa. Má, trái đồ nút à. Mẹ tôi phải ra số 6 các bạn ơi. 1-3 go. Dẫn trước thằng Snack. Nice. Cái đau gì vậy? Đù mẹ tôi xài cái trái cũ của thằng Snack là trái bom các bạn ạ. Đây rồi. Dạ, yeah, một trận đấu giữa trái bom và trái mẹ donut của Aesu. Go. Go. Đáng lửa stun. Má, cái trái lửa nó cấu ác lắm các bạn ạ. Thôi thua rồi, thua rồi, thua rồi. Tôi chết rồi. Tôi chết. Ôi thôi chết rồi. Trời ơi, đánh trọng thôi để mất tới. Ôi thôi chết rồi. Tôi cấu được một đống máu các bạn ạ, nhưng mà tôi mất nhiều máu hơn. Mày, no. No. Đầu bé mất 2 lần 35k bounty. Trời ơi. Ngon rồi, gọi đó anh em, từ đây về cuối video sao tôi thua cũng được đó anh em á. Má nó, cay quá ta, để dứt hơi cay đừng start rồi nha. Ok, tiếp tục là vòng quay trước cho Snack. Nó đang dẫn trước tôi 3 điểm các bạn ạ. Bam. Ra số 1 đi. Má. What the fuck is this? Cái đéo gì vậy? Mẹ có nhân phẩm hôm nay của chúng ta trao đổi cho nhau hả? Chờ đề mất hỏi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẹ. Snack vào luôn trái mẹ trái đào chắn các bạn ạ. Trái này hơi khó. Tôi bị bỏ xa hơi xa nha các bạn ơi. Bam. Ba luôn rồi. Trời ơi, sao tôi có đi mẹ ăn lại cái trái thằng Snack đã từng chơi vậy? Mẹ, tôi xài trái lửa này. Rồi, đây chính là cơ hội tôi trả thù với trái lửa trên tay các bạn nhá. Go! Đã lửa.
Mày thấy cái gì không, Snack? Hình như là cái trái lửa của anh mày chưa thức tỉnh. Đù mẹ. Ngon. Mất lợi thế với Snack rồi. Mất lợi thế rồi. Phải mất lợi thế rồi. Bom kèo. Bom kèo à? Đây ơi, đây ơi, đây ơi. Ăn combo của tao đi. Lắc máy rồi. Anh em và tôi đang mày giật các bạn ạ. Cái giật rồi. Cái giật giật sao mày né ghê vậy? Em không biết sao em né được luôn. Đây rồi. Sau 800 năm sử dụng cái trái lửa V1 cùi bắp cùi mía này, mẹ sau video này tôi hứa với các bạn tôi sẽ đi thức tỉnh toàn bộ trái quỷ nào chưa thức tỉnh. Quá cay cú với những lần mẹ sử dụng trái quỷ chưa thức tỉnh rồi. Và như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 các bạn nhá. Vì chính thắng cho nên là tôi sẽ có lợi thế đi trước. Để xem lần này ra con số mấy đây. Có thật sự là cái ngày hôm nay là cái ngày đẹp của tôi không vậy mọi người? Trời ơi, hôm nay tôi xem bói tôi nhớ ngày hôm nay ngày đẹp lắm mà trời. 1 điểm mà được chế băng. Snack thì sao? 2 điểm. Sao nè? Ok. Vai ờ, Snack có trái dung nham các bạn ạ. À. Ngon. Tôi chết rồi. 1, 2, 3, go. Go. Mời dung nham. Đó, spam lại là spam rác nè, thấy không? Các bạn thấy không? Thằng này cầm mấy giấy dung nham là nó hay vậy lắm. Quýnh con áo lên, quýnh con áo lên. Ê. Ây à, nó cứ bay lên trên các bạn ơi. Thằng này nó cứ đứng ở trên nó spam thôi. Cay thật sự ấy. Bé, bất lợi thế, bất lợi thế. Nghe đồn cháy mạnh hơn mà. Gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Ổn không? Bạn ơi, bạn ổn không? Bạn chạy gì mà dưới? Các bạn ơi, nhìn nó chạy. Mà nó rối rồi các bạn ạ. Anh chờ anh có vũ khí anh đánh em. Em làm gì có vũ khí? Trời ơi, mày đứng mày spam quá, trời spam luôn á. Má, tao đứng im, tao quýnh mày spam chiêu luôn á. Tao toàn chiêu với đất không nè em ơi. Giỏi thì anh bỏ cái thương ra nói chuyện. Thì tao đâu có xài đâu, tao đang xài chiêu thôi nè. Mà mày không có xuống hết chứ. Nó cầm kỹ năng, nó ném vào người tôi. Tôi có mỗi cái kiếm, từ nãy giờ tôi đánh. Mà nó cứ ngồi, nó bảo tôi bỏ cái thương này kia các kiểu ra. Là như nào nhở? Xong rồi giờ nó vào, nó cắn lén tôi trong thời gian mà tôi đang nói chuyện đó các bạn ạ. Làm vậy để chi? Hả? Làm vậy để chi hả? Nhóc! Nhóc! Trong One Piece thì Đô Đốc Akainu có thể thắng. Nhưng trong Blood Food thì Snack mà thắng được Bi Huỳnh, nó gọi là khó như lên trời, hiểu chưa? Hai đều đang trên 200 thôi. Để cho anh Bi đại thần. Yes sir. Rồi, đến lượt của tôi nè. Pam, hy vọng sẽ ra một con số 6. Ok. Rồi, ra con số 4 cũng được các bạn. 1, 2, 3 và con số 4 chúng ta có trái cao su. Help me. Má. Trong con đó Snack cũng thì được. Sao? Snack là số 2. Buddha. Ai gu. Thôi thua rồi các bạn ơi, thua rồi, chắc rồi, 99% là thua rồi nha. Rồi, 1, 2, 3, go. Go. Hello anh. Anh cho em quýnh anh luôn. Cho em miếng đi. Mày làm gì, mày làm anh luôn đi. Ăn bánh tức cơ. Cái gì vậy, sai cho đúng mà nào. Đây. Ok, sao nó không trúng nha. Cái gì vậy các bạn, ấy à. Các bạn, ê, mày nhìn người của anh. Ok. Anh có nhìn thấy không? Ăn bánh tức cơ. Vai rồi thiệt. Đây rồi, Ray. Phê. Trận đấu nhanh nhất thế kỷ đã được thiết lập do một bên AFK. Trước khi chúng ta bắt đầu với trận đấu tiếp theo thì hãy cùng mình gọi là trao giải cho hai người may mắn ở cái video mà mình với Snack mở hòm rương trá quỷ bí ẩn và BBB các bạn nhé. Thì để xem là người may mắn là ai, mình sẽ chọn pick a win tại đây và mình sẽ kết bạn và gửi cái mã gift code có cái hòm trá quỷ bí ẩn đó cho bạn đó nha. Pick a winner. Cửa này nó comment không liên quan các bạn ạ. Again, em like cho anh rồi, cho em code đi, tên của em là BofaKZ. Rồi, kết bạn với tôi nha, khứa. Tôi sẽ gửi cái mã gift code qua bên tin nhắn khi mà bạn ấy kết bạn với tôi nha. Để xem người may mắn còn lại sẽ là ai các bạn nhé. Lại là một khứa không, em mình không liên quan. Em like và đăng ký rồi, tên của em là HaiVu23. Ok, rồi, kết bạn luôn nè. Sau khi hai khứa này nó chấp nhận kết bạn thì tôi sẽ gửi hai cái mã gift code qua tin nhắn cho hai bạn ấy nha. Rồi, chúng ta quay trở lại trận đấu thôi nào. Get go. Vòng tung xúc sắc của rắn sực sờ ngué. Bam. Hồi tăng 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 quá xa rồi các bạn ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này và đó là trái bottle. Ok. Không sao, nhưng mà ít ra trái bottle này mày không biết chơi, nhưng mà mày đã đi, mày bỏ cách tao tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trái.
ngu mẹ. Đúng. Nó bỏ xa tôi vãi cả cức. Và người đầu tiên tới được cái chỗ Kitsune này sẽ là người chiến thắng các bạn nhé. Rồi, đến lượt tôi. Bam. Trời ơi, sao lác đác quá vậy? 1, 2, tôi sử dụng trái Ghost các bạn ạ. Rồi, cuộc chiến giữa hồn ma và người sử dụng trái Bottle. Go. Đừng im chịu chết đẹp ơi. À. À, anh biết rồi. Ôi tao chết rồi. Bị Snack lừa rồi. Mày để biết ai lừa ai nhá. Nếu biết chơi mà còn thích dìm dung nham ư. You die. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ê, ê. No. Nó bị dung nham. Nó bị mà nó vấp dùng nham các bạn ơi. Tại Snake nó vấp con mẹ nó cái bãi dùng nham cái nó hoảng luôn. Cái bãi này nó cao quá nhảy không lên đấy. Mẹ hài Tết 2025 đây rồi. À nhưng trước đó anh em mình ra cùng random phát nhỉ. Ok. Thằng nào mà random thua là đó phải tặng cho mỗi người đăng ký kênh một trái Kitsune vĩnh viễn. Anh có khoảng 110.000 người đăng ký thì em sẽ tặng cho 110.000 trái Kitsune vĩnh viễn. Một trái Kitsune vĩnh viễn thì nó... Alright, hãy xem vua trò chơi thể hiện đây. Con số 6 may mắn. 6. Sao tôi toàn đi sử dụng lại mấy cái trái của thằng Snake vậy các bạn? Chúng ta có trái Buddha các bạn nhá. Ai gu con Snake thì sao? Ngon, vô tiếp là được. Trời ơi, số 5 luôn rồi. Oh, nice. 1, 2, 3, 4. Tôi muốn dừng cuộc chơi tại khúc này. Tôi muốn thua, hôm nay phải ngày đẹp của tôi muốn thua luôn tại lúc này được không? Ban tổ chức ơi. Má nó thằng Snake dạo này nó ăn gì mà nó hên vậy ta. Từ nay thì sao là anh chỉ còn ăn hành của em thôi. Mà cái biệt danh Lucky Boy đã rời xa anh Bi Huỳnh và nó dính vào người thằng Snake cho các bạn ạ. Ok. Cuộc đấu của một trái Buddha và một trái mẹ Mammut. Ayu, cho phép anh đánh thường được không Snake? Anh đánh thường một tí được không? Đi mà, chấp đi mà. À chấp à. Tôi cho anh đánh thường xíu á. Mày đủ mẹ. Đủ mẹ. Đủ mẹ. Mày dám cho anh đánh thường. Chiêu cái cổ cải. Mày dám cho anh đánh thường ư? Sai lầm của mày rồi. Mày solo tay đôi với tao. Solo tay đôi với tao. Cuộc chiến châu bò đánh nhau rồi mỗi chết là có thật. Mặc dù hơi ăn gian một tí, mặc dù có một cái sự cơ cấu đến từ cái sức mạnh đấm thường, nhưng mà chung quy lại tôi vẫn là người chiến thắng. Rồi, tỷ số hiện tại đang là 4-3, mẹ sắt sao vãi cả cức. Lợi thế của ngồi quay trước, vua trò chơi Bi Huỳnh, thức tỉnh sức mạnh đi. Mà nó cứ lát đát 1-2 hoài luôn á. Trái tơ các bạn ạ. Trong cái đó sớm thì sao? Bam 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 bam. 1, 2, 3, 4. Má nó tới độc luôn rồi. Ôi tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Rồi trận đấu giữa trái tơ với lại là trái Venom của God Snake để xem ai sẽ là người chiến thắng. Một trái cực kỳ kỹ năng, còn một trái đương nhiên rồi là spam rack. Không đếm luôn à? Đếm cái gì? Đếm cái gì? Mẹ giang hồ mẹ. Ra ngoài chiến trường đánh nhau mà ai đi đến vèo đánh nhau. Ai là người có lợi thế là người đó chiến thắng thôi em à. Ây à, tôi phải đừng để cho thằng này nó biến hình các bạn ơi. Nó đang cứ đang muốn biến hình. Vào đây. Thì đây. Vào đây. Anh muốn hay không cũng biến à. Mày biến hình là mày ăn đòn đấy. Mày biến hình là mày ăn đòn đấy. Tao vã mày đấy. Không sợ, không sợ. Tao vã mày đấy. Spider-Man. Không sợ. Ơ kìa. Lớp mà dư ha. Spider-Man. Mẹ đừng nào nào em đừng như thế cây nữa. Giải đó rồi, cây giải đó rồi, giải đó. Đấy rồi. Đấy thôi thì làm sao? Mày biến to cho anh dễ xài chiêu à? Có phải thế không? Đúng rồi, anh đánh có đi. Phải biến... Anh đánh đi. Có phải thế không? Anh bị rớt dưới rồi, Snake ơi. Đâu, anh không biết bơi, Snake ơi. Anh bị rớt xuống dưới rồi, anh không biết bơi. À, ý định của mày là thế sao? Thì ra là mày muốn như vậy ư, tao sẽ chơi mày trên đây. Các bạn gì cũng được. Mày lên đây đi anh, lên đây mình tớ nhiệt chẳng. You die. Let's go. Tầm này là tôi mà muốn đuổi kịp thằng Snake thì tôi phải ra hai quả xúc sắc 6 liên tục thì may ra tôi mới thắng được các bạn ạ. Để xem nào. Nó là một cái trái vô tác dụng vãi nồi, là một cái trái support chứ phượng hoàng mới cay chứ. Snake thì sao? Giảm vô cái nào thì Snake vô trái 5 rồi. Là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là Snake sẽ xài trái Leopard và nó chỉ còn 1 điểm nữa thôi.
là nó đã vào trái Kitsune rồi các bạn ạ. Ủa gì? Ủa của anh? Nó chạy đâu nhỉ? Không sai, 5 điểm là ví dụ như em phải khít luôn. Còn nếu mà em mà dư điểm là em sẽ đếm ngược lại, hiểu không? Như vậy nó mới hạt co. Ủa, có đó. Có mà, luật chơi của anh là vậy mà. Từ đầu anh có đề cập rồi, chắc mày không biết thôi. Rồi, trận đấu của một trái Phoenix và một trái báo đời báo đốm Leopard. Mày làm, nếu như mày làm luôn, tao không nói nhiều với mày nữa. Mày làm luôn. Mày chậm thôi, mày đừng có đánh văng lung tung. Mày chill một tí đi. Mày làm luôn. Tiêu à, má cái trái báo đốm này nó vừa ồn mà nó vừa gọi là chiếm diện tích nha. Điều. Sao? Ok. Nhanh không anh? Quân thử trả thù 10 năm chưa muộn, chúng ta sẽ làm lại. Rồi, bây giờ Snake mà quay ra được 1 là Snake chiến thắng luôn cái game đấu này các bạn nhá. Snake được 5 như vậy là 1, 2, 3, 4, 5 sử dụng lại trái bên này. Đi đâu nào giờ? Trong khi đó anh Vi đại thần, bam! 5 luôn. U. 1, 2, 3, 4, 5. Má, Gravity mới cay chứ. Gravity. Thua mẹ rồi. Ê, nhưng mà cảm giác tôi thua tôi mới được vô mấy cái xúc sắc 5-6. Còn mẹ tôi thắng tôi toàn được cái gì đâu không mà các bạn à. Bây giờ anh em mình không hơn thua nhau à? Cái thắng thua làm gì? Vấn đề là ai là người có trái Kitsune thôi. Mày đừng như vậy với anh nữa Snake ạ. À. Thế mình làm nhanh luôn nhỉ? Ừ, làm nhanh đi. Chúng ta làm nhanh gọn đi. Vung trọng lực. Bước vào luôn đi. Ấy à. Đấy, đây em bước. Ấy à, đau quá. Đây nè, đây nè, tặng anh nè. Đó, tặng anh thêm xương độc nè. Đau. Ấy à, đau quá, đã cái đéo gì mà đã đau quá. Đấy ơi. Cũng đau lắm. Đây ơi, để em hứng cho. Đó. Ấy à, nó đi nó dí độc tôi các bạn ơi, tránh xa tao ra. Đừng đuổi tao nữa. Em tưởng mình xanh chín. Sao lại chín mà, mình đứng im một chỗ mà. Đấy, mình xanh chín mà em. Anh đứng im mà, anh đang đứng im đấy thì. Sao lại chạy? Let's go, let's go. Ok, tỷ số là bao nhiêu tôi cũng đều biết. Editor sẽ nốt trên màn hình các bạn ạ. Rồi, lần này chúng ta phải nghiêm túc này. Mà tôi gần đuổi kịp thằng Snake rồi các bạn nhá. Vì những cái pha kiểu như là nó quay mấy cái cuối, nó quay được nhiều điểm quá, cho nên nó lùi tận tút và về trái Venom rồi này các bạn. Bây giờ lượt quay của tôi. Bây giờ tôi roll được một phát 1, 2, 3, 4, 5, 6 là tôi ở đây. Xong tôi quay một phát 3 đã được Kitsune là ngon. Bam, 6, 6. Má nó, không sao, mình quay phát 3 trước. Rồi tí nữa mình được phát 6 cũng được. Và đặc biệt hơn là gì? Là mình sẽ được sử dụng trái Mochi trong cái lần đấu này. Yes sir. Trong đó Snake thì sao? Snake cũng 3 luôn à? Ui. Ui, ui, ui. 1, 2, 3. Nó báo đốm các bạn ạ. Ây da, nhưng mà lần sau phải được 1 lần à. Trời ơi, nó vô 4 là tôi thua mẹ đấy. Rồi, một cái bán đấu của một người chơi sử dụng một trái rất kỹ năng top 1 trong thế giới này Lockfoot, đó chính là trái Mochi. Và một trái rác rưởi top đầu trong thế giới Lockfoot, đó chính là trái Leopard. Sao Bam thằng trưởng nói? Đừng. Ây da, tôi không được kết hợp với võ với gì cả. Thì trái Mochi có vẻ hơi gọi là hơi yếu thế trong cái bán đấu này rồi các bạn ạ. Gao, tôi make a challenge. Trời ơi, trái Mochi mẹ thiệt thòi quá. Thôi nào, 300 máu lượt kèo nào, 300 máu lượt kèo nào. Bi Huỳnh ơi, Bi Huỳnh ơi, Bi Huỳnh ơi. Bi Huỳnh ơi, Bi Huỳnh ơi, Bi Huỳnh ơi. Một dân chơi trong làng tay siêu to sử dụng Mochi. Bây giờ tôi sẽ làm một phát gọi là lật kèo phút 90 này các bạn này. Một phát lật kèo mẹ mỹ mãn này. Quay một phát ra số 6. Số 6 please. Please. Nhân phẩm trời độ, nhân phẩm của tất cả những người đã đang like và đăng ký kênh. Thằng nào nhiều sub hơn thì thằng đó sẽ may mắn hơn. Đó là quy định trong cái thế giới này rồi. Bam, số 6. Số 3. Ok, số 3 cũng được. 1, 2, 3. Và như vậy là tôi được mẹ trái Spirit các bạn ạ. Snake thì sao? Số 1 đi. Số 1. 1 à? 1 à? Get go! Get go! Snake được số 6 các bạn ơi. Như vậy là 1 này, xong rồi 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Rồi, trận đấu giữa Spirit và trái bóng đêm. Tôi vừa mới đi học một cái khóa BBB với trái Spirit của em Tuyu. Nếu mà nói Tuyu là người sử dụng trái Spirit top 1 Việt Nam thì tao chắc chắn là top 2. Điểm tận cùng của thời gian. Boom. Và nó đầu đấy. First strike up. Cơn thịnh nộ của thần ra. Mà những cái hơn của nó đọc. Mẹ hụt à, mẹ quê quá, quê quá. Nhưng mà đều có chuyện được đâu. Cơn thịnh nộ của thần ra. À thần su, nhầm, mẹ đọc tên nhầm. Cơn thịnh nộ của thần su và đó là một chấm tiếp theo dành cho anh Bi đại thần. Let's go, let's go. Let's go. Rồi, bây giờ thế này. Có vẻ video đã hơi lâu rồi.
Nếu mà tôi bầu 3 thì tôi sẽ là người chiến thắng các bạn nhé. 3 nào, con số 3 may mắn. Thầy dấu 3. Thầy dấu 3. Ok, tôi lại ra 6 các bạn. Phải trải nghiệm nó thôi. 1, 2, phải trải nghiệm nó thôi. 4, 5, 6. Ơ, vẫn là trái cũ này. Trong cái đó thầy snack thì sao? 6 là nguyên luôn. 6 là nguyên luôn. 5 1, 2, 3. Ôi giời. Nice, như nào nhỉ? Như nào nhỉ? Như nào nhỉ? À, mà Slack nó vào, nó đã tới trước rồi các bạn ơi. Đù mé, tôi tưởng tôi gỡ được phút 90. Nhưng mà nếu phải, mẹ, nó vô cái zone rồi. Tôi chết rồi. Kịch bản của anh đẹp đấy, nhưng mà tiếc là nó không có xảy ra. Tí nữa tao lộn được vòng được các bạn ạ. Mẹ, sao nó may dữ vậy trời. Nhưng mà ít nhất tao sẽ cố gắng chiến thắng mày. Cầm trái Kitsune mà thua trái Spirit thì nó nhục. Tao nói thật, nó nhục, không biết cắm đầu vào đâu. Cố lên nào, cố lên nào. Đấy rồi. Tôi chết rồi mày. Má cầm Kitsune và thua Spirit các bạn ơi. Đâu có thua đâu anh ơi. Thắng rồi mà nó chơi hèn quá các bạn ơi. Cho anh nè. Cho anh nè. Đây rồi, như nè, như nè, như nè. Ây da, ây da. Ây da, đánh đầu quá. Ây da. Ây, bình tĩnh nè. Hello. Tao bình tĩnh với mày luôn. Tao bình tĩnh với mày luôn. Mày sao? Khó, khó. Mày sao? Nó bị yếu rồi các bạn ơi, nó biến cáo, nó bị mất nhiều máu quá rồi. Như cái con chó điên rồi các bạn ơi. Let's go. À, mặc dù thua trong cái game đấu này, nhưng mà tôi có một cái hiệu số gọi là chiến thắng nhiều hơn. Nhưng mà thật ra vẫn thua các bạn, bởi vì quy luật của chúng ta là người nào đạt vô Kitsune đầu tiên là người đó sẽ chiến thắng. Nhưng mà cầm trái Kitsune mà đánh thua là người đó sẽ được đánh giá là thua luôn nhá. Đó là một cái luật tạm mà anh quên không nói. Không. Chứ sao nữa, mày cầm cái trái xịn nhất game mà mày đánh thua thì mày xứng đáng thua luôn chứ gì nữa. Mày đâu xứng đáng chiến thắng còn gì nữa. No. Rồi, mà tổng kết lại thì đây là một cái video mà tôi đã giành chiến thắng các bạn ơi. Snack là người đạt được Kitsune nhưng mà tôi là người chiến thắng. Nếu các bạn thích video này đừng quên lại cho tôi một like, share và đăng ký kênh. Cũng đừng quên ủng hộ cho hai đứa em của mình là Godsnack và Unigaming. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.